Hi, xin chào quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hôm nay Lộc Nguyễn lại rất là vui và hân hạnh khi được gặp quý anh chị trong cái video nhà đẹp ngày hôm nay nữa nha. Và hôm nay á, Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị và cô bác một cái căn nhà mà đơn vị bên Lộc á, vừa hoàn thiện xong luôn nha. Nó chỉ cách cái mặt tiền đường quốc lộ 50 á, chưa tới 100 m nha quý anh chị. Và cái con đường này nè, quý anh chị thấy không ạ? Nó rộng tầm khoảng 4,5 m á, là con đường xe hơi chúng ta di chuyển từ mặt tiền đường quốc lộ 50 đi thẳng vào bên trong nhà là tầm khoảng 100 m. Đó, rất là gần luôn nha quý anh chị. Đó thì xung quanh về vị trí ngôi nhà thì nó có đã đầy đủ tất cả các tiện ích như là điện máy xanh nè, bách hóa xanh nè, thế giới di động và trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ nha. Và đặc biệt là khi mà quý anh chị đi từ vị trí nhà này nè, đi ra quốc lộ 50 quẹo trái thì sẽ xuống một cái siêu thị lớn là siêu thị Co Opmart nha quý anh chị. Còn rẽ phải là sẽ đi về trung tâm thị trấn, là một cái chỗ tập trung rất là nhiều những cái ngân hàng nè, những cái bệnh viện, chợ. Đó, rất là đông đủ, rất là đầy đủ để cho quý anh chị ở cũng như là quý anh chị cho con cái học hành tại nơi đây nha. Và hôm nay một cái căn nhà sổ hồng riêng đã có sẵn sổ rồi nha quý anh chị. Một cái ngôi nhà mà Lộc thấy rất là đẹp luôn nha quý anh chị, với một cái phong cách rất là tân cổ điển, với tông màu chủ đạo là tông màu trắng nè. Quý anh chị nhìn ngoại quan phía bên ngoài căn nhà của chúng ta nè, đó màu trắng, có những cái khung sắt như là khung cửa cổng nè, được CC rất là đẹp luôn, với những cái hoa văn và những cái họa tiết được điêu khắc chạm trổ rất là đẹp. Đó, với tông màu xám. Còn ở ngoài cổng của chúng ta là được sơn màu trắng cùng tông nhà luôn. Thì phía trên là có những cái đèn rất là đẹp ha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy cái khoảng sân này như thế nào ạ? Một cái khoảng sân khá là rộng, để cho những gia chủ nào mà chúng ta thích trồng cây nè, những cái cây mà bonsai quý anh chị, hoặc là những cái loại rau sạch đó, quý anh chị có thể trồng ở cái khu vực sân này. Và ở đây nè quý anh chị, nó có sẵn một cái vòi nước rồi. Đó, cái vòi nước này đơn vị bên Lộc lắp sẵn luôn ha. Và ở đây chúng ta xài nước á, là nước Hà Lan, nước máy, nước sạch nha. Đó, chúng ta có thể tận dụng cái vòi nước này để tưới cây cũng như là mình rửa xe ha. Rồi, quý anh chị thấy ở phía dưới không ạ? Phía dưới là mình lót gạch chống trơn trượt. Đó. Rồi quý anh chị nhìn ở phía bên phần kính cửa khi mà bước vào cái căn phòng khách của ngôi nhà chúng ta nè. Một cái lớp cửa kính nhôm xi pha, kính cường lực, rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Và khung gạch đó, nó được ốp lên tới trần luôn nè quý anh chị. Nhìn là rất là sạch sẽ và mát mẻ ha. Hiện tại á, ngôi nhà này á, là ngôi nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Những quý anh chị nào theo dõi kênh Nhà đất Lộc Nguyễn thường xuyên á, thì sẽ thấy những cái ngôi nhà của Lộc Nguyễn á, là đi review là đa số là nhà sổ hồng riêng hết nha. Và Lộc Nguyễn chỉ bán tập trung một khu vực thôi, là khu vực từ ngã ba Tân Kim, cách ngã ba từ khu vực mà Cộng Thành á, quý anh chị di chuyển từ bến xe quận 8 đi theo trục đường quốc lộ 50 sẽ về Cộng Thành. Và Lộc Nguyễn sẽ bán từ cái đoạn Cộng Thành tới ngã ba Tân Kim, thì tầm khoảng bán kính khoảng 3 km đổ lại khúc ngã ba Tân Kim thôi. Thì rất là thuận tiện để cho quý anh chị nào mà từ ở quận 8 nè, quận 7, quận 4 chúng ta di chuyển về đây để mua nhà an cư lạc nghiệp, thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Rồi, đây mà là một cái khoảng không gian phòng khách Lộc thấy khá là rộng ha, được thiết kế rất là thông minh luôn quý anh chị. Quý anh chị thấy ở khu vực này không ạ? Ở đây nè. Đó, đơn vị bên Lộc tận dụng phía ở dưới cầu thang để làm một cái khung nhà kho ha, để cho quý anh chị đợi những cái vật dụng linh tinh vào cái khu vực nhà kho này. Đó, rất là đẹp ha quý anh chị. Một khu vực nhà kho Lộc đứng vô được luôn á. Đó, khá là rộng ha. Đó thì chúng ta về chúng ta để những cái vật dụng linh tinh mà chúng ta không xài tới ở khu vực này. Đó, lắp sẵn cho mình một cái khung gỗ rồi, rất là đẹp. Rồi, quý anh chị nhìn phía bên trên ạ, trần là trần giật cấp với các hoa văn nhìn rất là cổ điển theo kiểu Pháp á. Đặc biệt có một cái điểm nhấn nè, cái điểm nhấn của mình là một cái đèn chùm nhìn lung linh, đẹp quá ha quý anh chị. Quý anh chị thích không ạ? Quý anh chị thích á, thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline 077 201 0726 để Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng về pháp lý cho quý anh chị, cũng như là hỗ trợ cho những quý anh chị nào mà muốn sở hữu căn nhà này mà chưa đủ tiền á, thì chúng ta có thể hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha. Vì ngôi nhà chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi nên chúng ta cầm sổ đi vay ngân hàng đó. Thì những quý anh chị nào có tài chính 1 tỷ á, thì hãy cũng có thể sở hữu được căn nhà này nha. Và hãy gọi ngay cho Lộc để Lộc tư vấn rõ ràng về pháp lý, cũng như là đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị đi xem ngôi nhà này trực tiếp nha quý anh chị. Rồi ở đây thì ở đơn vị bên Lộc sẽ lắp sẵn cho mình những cái đường dây nè, cáp đồng cũng như là đường dây điện thoại ha. Đó, ở đây thì có những cái đèn, những cái ống điện ra sẵn hết cho quý anh chị ha. Một công tắc, những cái ổ cắm điện rất là đầy đủ với một cái căn phòng khách. Bên đây cũng có ổ cắm điện luôn nha quý anh chị. Thì với một cái khu vực phòng khách như thế này á, thì chúng ta có thể set up được nhiều những cái phần nội thất, như là một cái bộ ghế sofa ở cái khu vực này, và một cái tivi màn hình LED chúng ta đã ở trên tường ha. Và những cái phong tường như thế này nè, chúng ta có thể trang trí cho nhà chúng ta đẹp hơn bằng cách là treo những cái bức tranh, hoặc là vẽ lên tường, hoặc là dán những cái giấy dán tường á, theo cái ý thích của chúng ta ha. Đó. Rồi ở đây là một cái khu vực kệ trưng bày. Đó, thì những quý anh chị nào mà thích trưng bày rượu á, thì chúng ta có thể trưng bày những cái khung này, hoặc là quà lưu niệm, hoặc là những cái bình bông, để cho giúp căn phòng của chúng ta thêm đẹp mắt hơn nha quý anh chị. Tiếp theo là một cái khu vực thì Lộc tin chắc là cái người phụ nữ chúng ta rất là thích ha. Một cái khu vực bếp dành cho những người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình chúng ta. Ở đây thì đơn vị bên Lộc làm cho mình là tủ bếp trên cùng với tủ bếp dưới ha. Ở đây là có hai cái bồn cho quý anh chị rửa rau và rửa chén luôn. Đó, nước của mình rất là khá là mạnh ha quý anh chị. Và đặc biệt ở đây nè, Lộc đã lắp cho mình sẵn một cái máy bơm rồi. Đó, có máy bơm sẵn trong đây luôn nè quý anh chị. Đó, về với ngôi nhà này thì chúng ta về chỉ để ở thôi, không có cần sắm sửa nhiều đâu quý anh chị. Và cái khu vực bếp chúng ta được ốp gạch nè xung quanh. Đó, có những ổ cắm điện sẵn luôn, có công tắc máy bơm nè quý anh chị. Lộc thấy khá là đầy đủ với một cái căn nhà phố. Với căn nhà này á, thì Lộc Nguyễn thấy rất là thích hợp cho những gia đình có nào á, mà có từ 4 đến 6 thành viên trở lên chúng ta ở cái ngôi nhà này ha. Một cái ngôi nhà được thiết kế là một trệt, 2 lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh ha quý anh chị. Tiếp theo chúng ta đi vào căn phòng vệ sinh đầu tiên. Căn phòng vệ sinh đầu tiên ở tầng trệt thì nó cũng khá là đầy đủ với những các thiết bị như là bồn cầu nè, lavabo, vòi sen. Rồi trên tường á, thì gạch ốp tường chúng ta ốp lên tới trần luôn này nha quý anh chị. Đó, rất là hợp lý. Ở đây thì chúng ta còn thiếu gì? Thiếu một cái kính nữa, thì chúng ta về chúng ta thiết kế thêm một cái kính ha. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái hệ thống lấy hơi, lấy không khí nó lưu thông lại cho cái khu vực phòng vệ sinh nó không bị bí bách mùi ha quý anh chị. Và đặc biệt khu vực này nó có một cái ô kính để cho quý anh chị lấy được ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên lầu 1 để cùng tham quan phía trên. Khu vực lầu 1 thì nó sẽ có một cái ô cửa kính nè quý anh chị, một cái cửa sổ luôn á. Đó, quý anh chị có thể mở ra để lấy gió và lấy ánh nắng trực tiếp dọi vào cái khu vực cầu thang của chúng ta ha. Tuy nhiên thì phía trên nó cũng có sẵn một cái đèn chiếu sáng cho quý anh chị luôn. Đó, khu vực đó thì quý anh chị có thể nhìn thẳng ra đường quốc lộ 50 luôn á. Rồi chúng ta vào cái khu vực phòng ngủ đầu tiên. Khu vực phòng ngủ đầu tiên này thì Lộc Nguyễn rất là thích nha quý anh chị. Lộc thấy là nó phù hợp cho hai vợ chồng chúng ta ở cái khu vực phòng này ha. Ở đây là tất cả các cửa chúng ta là kính nhôm xi pha, kính cường lực rất là chắc chắn nha quý anh chị. Ở đây thì nó có những cái ô cửa lấy sáng, và đặc biệt là sẵn cho mình một cái khu vực giống như một cái cửa sổ để cho chúng ta lấy nắng hoặc là lấy không khí. tự nhiên từ bên ngoài vào cái khu vực phòng ngủ của chúng ta. Ở đây thì mỗi phòng nó đều có sẵn một cái đường dây chờ ống đồng rồi nè. Ở đây bên đơn vị bên Lộc rất là chi tiết luôn, lắp sẵn cho mình là công tắc máy lạnh đó, rất là đầy đủ ha. Tiếp theo sẽ đi vào cái khu vực phòng vệ sinh ở dưới, ở trên lầu 1. Khu vực phòng vệ sinh này thì Lộc thấy nó rộng hơn khu vực phòng vệ sinh ở tầng trệt nha. Đó, có đầy đủ tất cả các thiết bị lavabo, bồn cầu, vòi sen và có sẵn một cái cửa sổ luôn. Mỗi cái lầu chúng ta thì sẽ có một cái công tắc như thế này. Đó, mỗi công tắc sẵn rồi. Rồi. Tiếp theo là một cái khu vực phòng ngủ, nó hướng ra phía ban công. Cái phía ban công này nó khá là rộng luôn nha quý anh chị. Phía ban công này thì Lộc thấy là nó sẽ rộng hơn cái ban công ở trên lầu đó, rất là rộng luôn nha quý anh chị. Và quý anh chị nhìn ở xung quanh nè, nhà rất là đông đúc và san sát luôn, thì quý anh chị có thể nhìn thẳng ra đường quốc lộ 50, xe chạy rất là đông đúc và sầm uất nha quý anh chị. Đó, ngôi nhà của chúng ta chỉ cách cái đường quốc lộ 50 tầm khoảng 100 m thôi. Đó nè quý anh chị nhìn ở bên đây nè, khu dân cư rất là đông đúc. Đó, thì với cái căn phòng này thì chúng ta cũng có thể ở được một cặp vợ chồng ở cái khu vực này luôn nha. Rồi tiếp theo chúng ta di chuyển lên cái lầu 2. Ok, các bà cụ. Rồi tiếp theo chúng ta đi lên cái khu vực lầu 2 đi cùng tham quan phía trên nha. Tay vịn của chúng ta là gỗ căm xe, các bậc cầu thang thì được ốp lót gạch đá hoa cương hết rồi nên nó rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Và ở đây nó cũng sẽ có một cái cửa sổ nó hướng ra phía ngoài đường quốc lộ 50 luôn, một cái khu dân cư rất là đông đúc. Đây là kính cường lực nè quý anh chị, nên ngôi nhà của chúng ta rất là sang. Rồi ở đây thì nó cũng tương tự như ở tầng trệt, nó sẽ có một cái phòng ngủ ở khu vực này nè, rất là thoáng chi trang luôn. Quý vị nhìn phòng vệ sinh nè. Rồi ở đây thì nó cũng sẽ có một công tắc giống như ở lầu 1 luôn nha quý anh chị. Và Lộc Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian ở cái phòng, ở khoảng không gian ở cái ban công này, cái ban công tròn này nè quý anh chị, nhìn rất là đẹp và chill luôn á. Những buổi chiều quý anh chị để một cái bàn cùng với 2 cái ghế hay là 4 cái ghế cũng được nha. Để Lộc mở cái cửa này ra cho quý anh chị xem nha. Đó, một cái khoảng ban công nhìn rất là giống như trong truyện cổ tích luôn quý anh chị nè, mỗi khoảng ban công rất là đẹp luôn. Thì ở đây chúng ta có thể là để một cái bàn và 2 cái ghế đây. Những buổi sáng hay là những buổi chiều chúng ta để một tách trà hay là một ly cà phê để cùng nhâm nhi ngắm đường phố ở khu vực đường quốc lộ 50, cũng như là sao ạ? Chúng ta Lộc Nguyễn sẽ báo giá chi tiết cái căn nhà này cho quý anh chị nha. Và vừa rồi thì quý anh chị cũng đã tham quan hết cái căn nhà này. Vị trí nhà thì nó chỉ nằm cách quốc lộ 50 tầm 100 m, và con đường phía trước nhà chúng ta là đường xe hơi di chuyển vô tới nhà luôn, với một cái mức giá rất là hấp dẫn luôn nha quý anh chị. Hiện tại ngôi nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi, thì những quý anh chị nào á nhanh tay để sở hữu căn nhà này thì hãy gọi cho Lộc qua số hotline ở phía bên dưới màn hình nha, 077 201 0726. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị xem nhà này trực tiếp và nhanh nhất để sở hữu được những cái căn nhà vị trí đẹp nhất nha. Thì ở đây á, Lộc Nguyễn có 3 căn, thì những quý anh chị nào muốn cái căn góc này á thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc và đi xem ngôi nhà này nhanh nhất có thể nha. Thì những căn góc á, thường là bên Lộc sẽ bán nhanh hơn. Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại hết cái thông tin của ngôi nhà này cho quý anh chị, với một cái diện tích là ngang 4m3, dài 13m3, được thiết kế là một trệt, có 2 lầu và 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, với một phong cách rất là cổ điển theo phong cách châu Âu nha quý anh chị. Thì giá đầy đủ, giá full luôn là 2 tỷ 650 triệu. Quý anh chị không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Thì khi mà quý anh chị đi ký công chứng á, thì quý anh chị cần lên ký công chứng và đợi ngày ra sổ thôi. đó thì rất là hợp lý để cho chúng ta sở hữu một cái căn nhà gần mặt tiền đường quốc lộ 50 nha. Thì quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để giúp kênh Nhà đất Lộc Nguyễn ngày càng phát triển, và cũng như là những sản phẩm nhà và đất Lộc Nguyễn đi vay mỗi ngày sẽ tới tay quý anh chị những người nào thật là có nhu cầu như thế nào đó thì sẽ phù hợp với quý anh chị nha. Đó thì cuối video Lộc Nguyễn xin chúc, cũng như mỗi ngày thì thường Lộc Nguyễn sẽ chúc là quý anh chị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.